Xin thân mến kính chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng những bộ dây loa cao cấp và độc đáo, rất là độc đáo, và không phải chúng ta sẽ có nhiều cơ hội bắt gặp những bộ dây loa như này, bởi vì đây đều là những cái bản sản xuất riêng, hàng đặc. Cái bản đầu tiên tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn là cái bản giống như cái bản thổ cẩm ở Việt Nam. Như thế nào thì quý vị có thể hình dung nó như thế. Anh em có thể nhìn nhá, nếu như tại vì trên điện thoại quý vị sẽ không nhìn được. Nếu mà tôi hơi nghiêng nghiêng thì cái này nó sẽ sáng cả bóng bóng. Những cái thớ đồng nó sẽ hiện ra loáng loáng. Nếu như nhìn trực tiếp mắt thường ở bên ngoài, hoặc là chúng ta chiếu cái đèn ánh sáng vào đây, nó sẽ phản quang lại, rất là đẹp. Và xin mời quý vị cùng theo dõi cái bản thiết kế này nhá. Cái bản dây loa này và nó vô cùng độc đáo, tí thì xem quý vị xem lõi dây. Anh em nhìn nhé. Đấy. Đây sẽ cho anh em xem cái lõi dây. Cho anh em xem. Sau khi tách ra cái lõi dây. Quý vị nhìn này. Đấy. Đây là cái thớ đồng. Và mỗi một cái sợi đồng được sơn tĩnh điện một lớp sơn ở đây, rất là đặc biệt. Cái bản này được là hoàn thiện, cái bước cuối cùng là hoàn thiện bằng tay anh em nhé. Bằng tay thủ công. Ở Việt Nam thì có vẻ vấn đề về làm thủ công thì sẽ ít được đánh giá cao. Thế nhưng nếu như mà quý vị ở bên nước ngoài thì những sản phẩm cao cấp, những bản thiết kế riêng và đặc biệt là những bản handmade được đánh giá rất là cao nhé. Ở Việt Nam thì có vẻ như cái vấn đề về thủ công nó là cái điều bình thường, điều phổ thông rồi. Nó không còn, ở Việt Nam thì phải là những công nghệ, những sản phẩm ở những nhà máy tiên tiến hiện đại đấy, thì được đánh giá cao. Thế nhưng ở nước ngoài những cái bản chơi riêng như này nó hoàn thiện bằng tay, đấy mới là cái độc đáo. Và những cái sản phẩm này phải nói là những cái bản ở những ông lớn người ta chơi, người ta đặt riêng. Giống như nếu như quý vị chơi những cái dòng loa ở Mỹ ấy, hoặc là bên Anh Quốc, những cặp loa cổ, họ thông thường mọi người sẽ nghĩ rằng là sẽ được sản xuất trên một cái dây chuyền rất là hiện đại. Thế nhưng thực tế đi sâu vào đó thì chỉ ở những cái vùng ngoại thành, những cái làng nghề rất là nho nhỏ, họ làm riêng những cặp loa như vậy, làm thủ công anh em nhé. Chứ không phải làm ở những cái nhà máy làm dây chuyền sản xuất lớn như một số hãng chúng ta từng tưởng tượng. Và những cái bộ dây loa này cũng dạng dạng như vậy. Đấy. Và những cái sợi đồng như này, quý vị xem những sợi đồng như này và được sơn tĩnh điện như này này, rất là đặc biệt. Và cuối cùng sẽ được hoàn thiện thủ công như này, bản dệt như này. Để cho anh em xem độ bền bỉ và chắc chắn của nó thì không thể nào chê được rồi. Và đặc biệt nữa nhé. Còn về chất lượng thì nếu như mà nó dàn âm thanh khoảng tầm 500-600 triệu đổ lại thì tôi không, thì khẳng định với em nó cải thiện rất là rõ. Còn đắt tiền hơn thì tôi chưa có điều kiện để test nên tôi chưa dám khẳng định. Trên 500 triệu đổ lên thì mình chưa test cái bộ dây loa này nên mình chưa dám khẳng định. Còn nếu như quý vị và các bạn nào muốn trải nghiệm cái sản phẩm này trên cái dàn âm thanh của mình, có thể đặt mua về trải nghiệm trong vòng một tuần. Nếu như quý vị cảm thấy nó không hợp thì có thể gửi lại cho tôi. Còn tôi tin chắc rằng cái dàn 500-600 triệu đổ lại thì những bộ dây này nó có cái chất âm rất là rõ rệt so với dây cũ của anh em. Đã có khách hàng của tôi sử dụng dây Kimber 8 TC thì dây này ăn đứt luôn anh em nhé. Và mức giá của dây đấy nó phải trên dây này một chút. Dây này là giá hơn 8 triệu anh em nhé. Dài mũ vế 2,5 m và được hoàn thiện những cái đầu giác như này, đầu giác bắp chuối như này. Như quý vị thấy thì tôi dùng giác khóa. Giác khóa thì khi quý vị cắm vào nó xoáy nó ra thì bắp chuối nó sẽ nở ra, nó sẽ chặt lại. Còn muốn khi rút ra thì chúng ta sẽ rút được ra như này, hoặc cắm nối vào đây nhé. Tôi test cho quý vị xem nhé. Cắm vào cái chỗ này, mình thu ra cắm vào đấy, và khi cắm vào rồi chúng ta siết chặt lại thì sẽ không rút ra được anh em thấy nhá. Đây là cái giác bắp chuối loại khóa thông minh. Và một bộ như này có mức giá là 8.200.000 đồng.
mức giá rất là tốt cho anh em trải nghiệm, không có nhiều anh em nhé. Những bộ này thì tôi đã gửi đi cho khách hàng quen và một số người thân của tôi đâu đó khoảng tầm 5 bộ. Còn lại là vài bộ nữa tôi muốn bán cho anh em thôi. Bộ này về thực tế rất là nhiều rồi. Một số chi nhánh của tôi cũng có đang bán rồi. Hiện nay mình có ít muốn gửi gắm đến anh em. Ngoài ra, nếu như quý vị và các bạn muốn cải thiện cái giải trầm một chút thì sẽ có những cái sản phẩm dành riêng cho giải trầm, giải siêu trầm. Là những bản dây loa đồng dệt như này. Đồng dệt rất là bóng. Xử lý bề mặt rất là bóng. Nên là cái giải chép của nó vẫn giữ được cái độ sáng. Đây. Dưa đồng dệt như này. Quý vị muốn cải thiện giải trầm thì không thể bỏ qua những bộ dây loa đồng dệt như này. Ngoài ra, tôi còn duy nhất một bộ 2m, duy nhất một bộ 2m như thế này. Đấy. Bản này của Lord Dog chưa kịp là đâu đó giá trên 2 triệu đồng để lại cho anh em nhé. 2m giá trên 2 triệu. Chắc đặt là hoàn thiện đầu rắc cho anh em. Còn nếu như quý vị muốn đều ba dài, chi tiết ba dài thì đây, bộ dây loa trên 8 triệu tôi vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn. Đấy. Ngoài ra có một bản này nữa. Bản này thì sẽ đắt hơn, cao cấp hơn, độc đáo hơn. Bài giá trên 10 triệu đồng. Bản này sẽ thiên giải cao một chút xíu, thiên giải cao một chút xíu. Đấy. Có chiều dài 2m. Đây đều là những sản phẩm dây loa độc đáo. Quý vị và các bạn nếu như có nhu cầu hoặc là muốn lựa chọn một bộ dây loa nó phù hợp với cái hệ thống âm thanh của mình thì đừng quên nhắn tin gọi điện cho tôi nhé. Thì mình sẽ có cách lựa chọn cho quý vị và các bạn những bộ dây loa, thứ nhất là nó đẹp, thứ hai là độc đáo, thứ ba là đảm bảo phù hợp nhất với cái hệ thống âm thanh của anh em, tiết kiệm chi phí cho anh em nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.